hai chị em mình được đặt ở những cái chuyên mục gì nha. Đầu tiên là Khánh Linh đậu ở số 49 của chuyên mục cùng đi mua sắm đó. Thứ hai là báo số 1 là mình với Khánh Linh đều đậu các bạn đó. Không có. Và tiếp theo là báo số 2, đặt liên tiếp hai số báo luôn nha, là mình đậu ở vui chơi thôi. Còn báo số 5 là cái số 2 là mình với Khánh Linh đều đậu nha các bạn. Khánh Linh là đậu ở Dương Văn Vui Vẻ. Còn số 5 là mình với Khánh Linh đều đậu luôn, hai báo liên tiếp. Mình với Khánh Linh đều đậu luôn. Mình là đậu ở Dung Văn Dung Vẻ, còn Khánh Linh là vui chơi thật thích. Còn báo số 9 là Khánh Linh đậu ở Dung Văn Dung Vẻ. Còn của thể đâu vậy? Báo số 11 của Khánh Linh á là cái bút kỳ diệu. Mà số 11 á là mới thông báo của Thái Hành là chưa quyết định đâu. Chị ơi, vậy thì em đậu được bao nhiêu lần? Khánh Linh thì được 5 lần, còn mình thì đạt được 3 lần nha các bạn. Nhưng mà riêng ở kỳ 11 các bạn là Khánh Linh đậu cái cây bút kỳ diệu. Nhưng mà chưa có nhận được, cái 2 tuần sau mới nhận được nha các bạn. Vậy thì bút của mình đâu? Đây, của con đây. Cảm ơn, cảm ơn mẹ. Bây giờ mình sẽ mở ra thôi. Nhiều đói lắm rồi, nhiều đói lắm rồi. Đây, mình được 120.000. Còn là một tờ thôi, đây nha, của mình nha, mình rất thích nhiều tờ nha các bạn. Đó, heo của mình rất là thích nhiều tờ. Tại vì heo của mình nhỏ nên mình thích một tờ thôi cho nó. Đây, đây. Vậy là mình nhận thì mỗi lần mình nhận bút là được bao nhiêu tiền nhỉ? Dạ, mỗi lần mình nhận bút là được 40.000 một lần nha các bạn. Một là 40.000. Đây là những cái báo mình được. Đó. Mình có tên mình, có tên Khánh Linh luôn nha. Cái hai báo này mình rất là quý luôn, vừa có tên mình vừa có tên Khánh Linh luôn các bạn. Hả? Hôm nay thì tên ai? Mình. Các bạn ơi, hôm nay heo của mình đã ăn no rồi nè. Và thường là những cái báo nào mà mình đậu á, mình sẽ để vào một cái tệp như thế này để giữ lại kỷ niệm nha các bạn. Các bạn có thấy chữ rùa vàng không? Ở trong này sẽ để lại những cái gì mà mình đậu trên báo rùa vàng đó các bạn. Đó, rất là nhiều kỳ mà mình đậu luôn nha. Tết từng tập cái nào mà mình đậu mình sẽ để vào đây. Đó, đây là những cái mới nè. Nè, cái mới. Ôi, mình cũng cho cái tệp này thêm một cái món mình ăn á, là giấy nha. Cái heo no rồi các bạn. Vậy là video của mình đến đây là hết.